Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tôi về với vườn anh Trường Nguyễn, còn gọi là Trường Chòi Mòi, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Anh có nói với tôi là cháu thanh lý 4 cây xanh, 4 cây xanh Nam Điền. Bác đăng tải lên để giao lưu với anh em. Bác nào, anh em nào mà yêu thích thì đến cháu để cho. Với cái mục đích cũng là muốn thanh lý, bởi vì cái khu này người ta đang cải tạo lại khu sân, tiếp tục họ thi công và họ đòi mặt bằng. Vâng, đấy, những cái chỗ đang dang dở để họ làm nốt này, cho nên là họ sẽ yêu cầu phải chuyển đi mà chả biết để đâu cả. Đây là cây to nhất trong 4 cây này, tôi gửi cái hình ảnh trước này. Đấy, lá cũng đẹp mà bông tán cũng là ổn hết rồi. Chỉ có cái vừa rồi nó hơi tốt lên vì mùa hè, thì bây giờ chúng ta chặn lại này nó sẽ mỏng tán thôi. Đấy, định hình là rất đẹp. Từ cành rơi đến tay phóng hồi cây tử. Đấy. Và anh đo cái vị trí chỗ này cái. Có khi cái khơi đo chỗ này, đo ngang này được. Khỏi phải luồn vào trong kia nó có gang cái cáp. 52 ạ. Rồi. 52. Chiều cao cây. Chiều cao là 1m16 ạ. Ngang là hết thước. Thước là 1m rưỡi. 1m rưỡi. 1m rưỡi chưa hết. Nó quá độ 1m7. Đôn chậu xi măng thôi nhưng mà cũng sẵn chơi rồi, hai cái đôn với cái chậu này là được rồi. Đấy. Cây này thì bao tiền anh? Cháu giao lưu cả lô 4 cây này. Tức là báo giá tất cả 4 cây là bao tiền? 4 cây này là cháu giao lưu giá tất cả đôn chậu luôn là 60 triệu. 60 triệu. Vâng, rẻ quá rẻ. Đấy. Có nhiều ông có khi lại đi mua một cây này đã 60 triệu rồi. Rồi, đây nha, cây thứ nhất này. Cây số 2 này. Thôi những cây này không phải đo nữa. Tất cả 4 cây này bình quân ra có 15 triệu một cây. Cây này già lắm đấy. Đấy, mặt lá của nó rất đẹp đấy các bác ạ. Giá 40 triệu, tuyệt vời rồi. 60 triệu, tuyệt vời rồi. Đấy, đây là cây số 2. Sang bên này cây số 3 này. Cây số 3 và cây số 2 gần như chơi đối nhau. Ba cây này là cháu chơi để đối xứng. Tức là đối xứng. Hai cây này hai bên với một cây số 1 vừa quay là ở giữa. Thì đây cũng là cây xanh Nam Điền, lá dòng rất đẹp đây. Đấy. Mà cũng khá là già rồi nhé. Hai cây này đối nhau, cả chậu cả đôn giống nhau. Và đó là cái hai cây xanh đối nhau. Đến cây số 4. Vâng, cây số 4 này thì anh đo cái eo nó xem nào. Cái này có vẻ bệ đồ sộ nhất à? Vâng, cái này bệ gốc to. Còn 59 ạ. Rồi. Chiều cao là cao là 1 mét ạ. Tán ngang là 1m2. Tán rộng 1m2. Vâng, thế là chúng ta đã tham khảo qua một cuốn video ngắn gồm có 4 cây xanh anh Trường Nguyễn Thanh Lý với giá 60 triệu tổng tất cả. Và đây là số điện thoại của anh Trường Nguyễn. Cũng chính là số Zalo luôn.
0899 129 666. Các bác có thể liên hệ qua số điện thoại. Chúng ta đưa về sở hữu 60 triệu đủ 4 cây xanh như thế này trong vườn sẵn chơi. Tôi nghĩ là rất là hợp lý rồi. Đúng là giá thanh lý luôn. Đối với cây số 1 ở giữa đây, có khi anh em mình nhiều khi có khi đi tìm có khi phải 70-80 triệu không ít đâu. Đấy. Được rồi, thực sự là xanh lý đấy. Để tôi lấy ảnh cả 4 cây này cho các bác chụp làm cái ảnh bìa. Đấy, anh đứng vào đấy nhá. Tôi lấy cái ảnh là thanh lý 4 cây xanh này. Rồi, cảm ơn anh. Và tôi xin kết thúc cuốn video ngắn, chỉ khoảng 6 phút thôi, nhưng mà chúng ta truyền tải chủ yếu là 4 cây xanh thanh lý của anh Trường Nguyễn. Xin mời các bạn chúng ta chuyển video tiếp theo.